Kính chào quý vị và các bạn. Sang đến ngày hôm nay, nắng nóng ở khu vực miền Trung đã thu hẹp về từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận, nhiệt độ giảm đáng kể so với ngày hôm qua. Tại những điểm nóng nhất của miền Trung ngày hôm qua đó là Đồng Hới, Đông Hà, Huế hay Đà Nẵng thì thời điểm 13 giờ ngày hôm nay, nhiệt độ cũng đã giảm khoảng 7 đến 8 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua, không còn nóng gắt nữa. Trong 2 ngày tới thì khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận còn xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khu vực này là từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Còn với Nam Bộ thì nắng nóng ít thay đổi, nhiệt độ ở đây là từ 35 đến 38 độ C, có những nơi là trên 39 độ C. Từ ngày 5 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc. Tây Nguyên thì dự báo ngày mai trời nắng, các thành phố Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa nắng nóng 35 độ C, về chiều tối có lúc có mưa rông, quý vị cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Trong đêm nay và ngày mai thì cảnh báo khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 40 mm và có những nơi là trên 70 mm. Lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ cao xảy ra. Mưa rông ở miền Trung thì chủ yếu xảy ra vào đêm nay và chiều tối mai. Trong ngày thì trời vẫn nắng nhưng mà không quá nóng. Nhiệt độ ở thành phố Thanh Hóa là 29 độ C, Vinh trở vào đến Đà Nẵng là 32 đến 34 độ C, chấm dứt nắng nóng. Miền Bắc thì mưa xuất hiện bất chợt trong ngày, thế nên là thời tiết mát mẻ hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở thủ đô Hà Nội và hầu hết các nơi của miền Bắc phổ biến trong khoảng nhiệt là từ 27 đến 31 độ C. Ở trên biển thì hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.